Ở đây là vườn mai ở một vùng quê các bạn. Mình đi làm clip gặp cái vườn mai này cũng khá là lớn. Sẵn đang lên cho các bạn xem cho vui. Toàn bộ 100% là mai không các bạn. Chà, mình thấy có một số mai gốc đế rất là đẹp. Mình quay trong mình quay chung chung xem cho vui các bạn. Một số cây đẹp thôi. Chỗ vườn này chưa giao lưu qua mạng lần nào, mình cũng mới gặp lần đầu tiên nữa. Thấy mấy cây đế đẹp quá các bạn ơi, mới gặp lần đầu tiên nữa nên mình chưa tham khảo được gì hết cho các bạn hết. Chỗ cây quá đẹp. Để hôm nào có dịp ra Hải Vũ sẽ tham khảo cho các bạn đó các bạn. Số cây đẹp quá anh ơi, tưởng là bên đây thấy nhiều kênh đó, bên vườn bên kia nè. Kinh đó.
rượu. Chai nào nó đang cắt sót kia ra này. Cắt ngán cái này. Lần nó mình like một cái click thấy bao nhiêu rồi thôi. Bao nhiêu đang anh? Nó tiền rồi nó mà. Mình ở đây mình lồn cái này mình phải có người ta ví dụ ăn like cho mình cũng có hợp tốt trợ trợ. À. Dạ không anh.